Các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến các Bộ trưởng với Vương quốc Anh (UK) để thảo luận về tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP của nước này. Tại cuộc họp, Bộ trưởng các nước đã thảo luận và thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy việc đàm phán nhằm giữ vững tiêu chuẩn cao về mức độ cam kết và mức độ mở cửa thị trường của Hiệp định. Nhân dịp này, Bộ trưởng các nước đã chào đón Chile chính thức trở thành thành viên thứ 10 của hiệp định sau khi CPTPP đã có hiệu lực tại nước này từ ngày 21 tháng 2 năm 2023 vừa qua. Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các nước CPTPP để sớm kết thúc việc đàm phán gia nhập hiệp định của Vương quốc Anh trên tinh thần vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn cao của hiệp định. Sự tham gia của Vương quốc Anh, một trong những cường quốc kinh tế với trình độ phát triển hàng đầu thế giới, sẽ không chỉ mang lại cơ hội về thương mại và đầu tư cho mỗi nước mà còn khẳng định vị thế CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao là hình mẫu hợp tác kinh tế khu vực của thế kỷ 21.